Cà chua bà con ơi, nếu nói đến cà chua bà con biết là cà chua nó rất tốt cho sức khỏe. Nó tốt cho sức khỏe vô cùng. Nhưng mà có một số người, có một số bệnh thế này, vui lòng ta đừng ăn cà chua để nó tốt cho sức khỏe. Chứ ta ăn cà chua vào thì bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi mà sức khỏe càng ngày càng xấu đi. Đó là những người không ăn, là người bị viêm dạ dày, trào ngược, bỏng rác, gây vấn đề về thận, gây sỏi thận, gây bỏng rác, dễ bị dị ứng, sưng lưỡi, phát ban, mặt, hắt hơi, rát cổ họng. Ta miễn dịch, người có vấn đề gì tiết niệu là vui lòng đừng ăn cà chua để nó tốt cho căn bệnh và tốt cho sức khỏe của mình, bà con ạ. Còn ngoài ra là những người không ăn cà chua là những người bị viêm dạ dày, trào ngược, gây ra bỏng rát, gây ra sỏi thận, có vấn đề về thận là không ăn cà chua, còn nữa, dễ bị dị ứng, sưng lưỡi, phát ban, mặt hắt hơi, rát cổ họng, tự miễn dịch, người có vấn đề về tiết niệu. Ngoài ra thì cà chua rất tốt và tốt cho sức khỏe. Người lớn thì chúng ta ăn 2 đến 3 quả, là 2 đến 3 trái ăn liền 6 ngày thì nghỉ một ngày, không ăn quá 3 trái. Trẻ em là ăn nửa trái, ăn liền 6 ngày thì phải nghỉ một ngày. Chế biến tốt và nó có lợi cho sức khỏe hơn là ăn sống. Không ăn cà chua xanh, không ăn hạt cà chua. Khi đói ta chế biến nhiều lần, không ăn cà chua với bia, rượu và những thức uống có men. Và con ta lưu ý để nó tốt cho sức khỏe của mình, bà con ơi. Chúc bà con vui, trẻ khỏe đẹp nào. Xin chào.